Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin mâm cỗ sôi động, Nguyễn Trọng Nghĩa nhảy vào tranh phần, ông Tổng mớm ra sao. Một ủy viên Trung ương Đảng mà được giao cho chức trưởng ban tuyên giáo Trung ương là một ưu ái rất lớn. Tuy là ủy viên Trung ương Đảng nhưng ông Nguyễn Trọng Nghĩa là một hạt giống để cơ cấu lên cao hơn nữa. Trước mắt là trong thời nhiệm kỳ, ông Nghĩa có cơ hội vào bộ chính trị cao nhất trong nhiều ủy viên Trung ương Đảng hiện nay. Đây là hình ảnh ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cùng với ban nội chính, ban kinh tế, ban tổ chức, ban dân vận thì ban tuyên giáo là cơ quan lớn của ban bí thư do Nguyễn Phú Trọng đứng đầu. Ông Nguyễn Trọng Nghĩa từ phó tổng cục tổng chính trị Bộ Quốc phòng Việt Nam được ông Trọng đặt cách nhảy sang ban bí thư là cách ông Trọng đang toan tính trong tướng quân đội này rất rõ. Tuy nhiên đã gần 2 năm ông Trọng chưa làm gì để tạo điều kiện cho ông Nguyễn Trọng Nghĩa thì nay ông Trọng đang tiến hành. Như bản tin của tờ Thời báo.d đã đưa tường, ông Trọng đang giữ trong tay sức mạnh tương đối và rất lớn, nhưng sức mạnh mềm thì ông vẫn chưa kiểm soát được. Ở quyền lực cứng, ông có Ủy ban Kiểm tra Trung ương, có Ban Nội chính và Bộ Công an. Ở mặt trận tư tưởng, dù có trong tay hơn 800 cơ quan báo đài khắp nơi trong cả nước, nhưng việc quan chức đọc báo chí ngoài hệ thống báo chí nhà nước rất nhiều, điều này làm ông Trọng rất lo lắng. Vào ngày 24 tháng 8, tờ báo Nhân dân có dẫn lời nói ông Nguyễn Phú Trọng rằng không chỉ đấu tranh phòng chống tham nhũng trong lĩnh vực kinh tế mà quan trọng hơn là phải chống tiêu cực trong cả lĩnh vực tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống. Hai lĩnh vực này có liên quan đến nhau, sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống dẫn đến tham nhũng. Đây là cái gốc, cái cơ bản cần phải chống. Nghĩa là ông Nguyễn Phú Trọng đang quan tâm mặt trận tư tưởng hơn cả mặt trận chống tham nhũng. Đây là cách mớm mồi cho ông trưởng ban tuyên giáo Trung ương bắt đầu ra tay thực hiện. Đây là hình ảnh ông tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, trưởng ban tuyên giáo Trung ương của Đảng Cộng sản Việt Nam. Đã gần 2 năm nay, mâm cỗ chính trị của Đảng Cộng sản đang rất sôi động. Ông Thủ tướng, ông Chủ tịch Phúc, ông Chủ tịch Quốc hội cũng đang ráo riết chạy đua nhau, tranh giành lấy miếng ngon nhất trên mâm cỗ mà ông Nguyễn Phú Trọng đứng ngoài cuộc cũng không thể điều hành hết được, vì khi đến tuổi ông Trọng phải về hưu và chiếc ghế tổng bí thư rất ngon, ông Nguyễn Trọng Nghĩa đứng ngoài cũng không chịu để yên. Vì thế mới có chuyện ông Trọng cho báo Nhân dân mớm cho ông Nghĩa hãy tham gia. Theo như Thời báo đưa tin, việc tham gia chạy đua chiếc ghế cao nhất trong Đảng hiện nay còn có thêm ông Lương Cường, chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam. Ông Lương Cường là người đã ngáng chân ông Nguyễn Trọng Nghĩa tiến thân trong Tổng cục Chính trị, làm ông Trọng phải kéo ông Nghĩa sang ban tuyên giáo để né tránh vật cản đường quá lớn mang tên Lương Cường. Ông Lương Cường tham gia cuộc chạy đua lần này không phải vào chiếc ghế tổng bí thư mà ông đang cố thể hiện năng lực để được nhảy vào bộ chính trị mà thôi. Bởi ngồi không ở ban tuyên giáo mà muốn vào bộ chính trị thì sẽ bị nhiều lực cản, nên ông Nguyễn Trọng Nghĩa phải tham gia. Sắp tới đây, Hội nghị Trung ương 6 được cho rằng sẽ khai mạc vào khoảng tháng 10, không còn bao lâu nữa thì cuộc họp chia phần sẽ được diễn ra trong Đảng. Nếu ông Nguyễn Trọng Nghĩa không nắm bắt cơ hội này thì lần sau càng khó hơn. Rất có thể hội nghị tới có người sẽ bị loại ra khỏi bộ chính trị và có người sẽ chám vào, nếu không nhanh chân thì sẽ có người khác giật mất. Vào năm 2012, khi đó ông Vương Đình Huệ đã bị tuột khỏi tay ủy viên bộ chính trị vào phút chót, dù được ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ủng hộ, nên cũng rất có khả năng điều đó sẽ xảy ra với ông Nguyễn Trọng Nghĩa vào Hội nghị Trung ương 10 sắp tới. Trưởng ban tuyên giáo Trung ương ai cũng có thể leo cao và thậm chí từng là ứng viên cho chức Tổng Bí thư như ông Đinh Thế Huỳnh. Nếu ông Nguyễn Phú Trọng nhắm lấy chiếc ghế Tổng Bí thư cho ông Nguyễn Trọng Nghĩa cho tương lai thì trước hết ông Nghĩa phải vào bộ chính trị. Đây là hình ảnh ông Nguyễn Phú Trọng đang chú ý đánh mặt trận tư tưởng. Vào ngày 14 tháng 7 vừa qua, Bộ Chính trị họp kín và có dự định kỷ luật một ủy viên Bộ Chính trị. Rất có thể đến Hội nghị Trung ương 6 là ông này sẽ bị xử lý, và nếu phấn đấu tốt giúp ông Tổng Trọng hài lòng thì Hội nghị Trung ương 7 ông Nguyễn Trọng Nghĩa có thể vào Bộ Chính trị là trong tầm tay. Và chúng ta hãy đợi xem ông ta sẽ làm được gì. Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Hòa ập đến tới tấp, Vượng Vin dính lỗi ở các dự án lớn nhất của tập đoàn này. Nói về chiếc xe VinFast xăng thì nó đã quá nhiều tai tiếng.
Đầu năm, ông Vượng dự tính cho dòng xe xăng ngưng sản xuất vào cuối năm 2022. Thế nhưng vì dính tay tiếng vụ xe xăng bùng cháy, thiêu sống tài xế. Vụ việc xảy ra vào khoảng 8 giờ 30 phút sáng vào ngày 22 tháng 6 năm 2022 trên mặt đê Trung ương thuộc địa bàn thôn Quảng Cư, xã Tam Phúc, huyện Vĩnh Phúc, tỉnh Vĩnh Phúc đã xảy ra một vụ cháy xe hết sức nghiêm trọng và người tài xế đã không thoát ra được và bị hóa than. Đây là hình ảnh ông Phạm Nhật Vượng. Như Thời báo .d đã đưa tin, ông Vượng luôn nuôi một lực lượng rất lớn để ém những tin tức xấu của công ty. Nên vụ cháy này chỉ được báo chí nhà nước thông báo như là vụ tai nạn mà không hề nhắc đến chiếc xe bị cháy, nguyên nhân tại sao và truy cứu thế nào. Cộng thêm vụ rút bài chóng vánh sau khi có tin về khoản nợ khổng lồ của VinGroup vừa được báo chí đưa lên đã vội vã rút xuống ngay chỉ xong có vài tiếng. VinGroup của ông Phạm Nhật Vượng đang gặp họa tới tấp. Có người cho rằng việc ông Phạm Nhật Vượng khai tử xe xăng không những vì lỗ mà ông sợ những rủi ro mà loại xe này mang lại đến lúc không thể bịt được nữa. Khi hàng loạt chiếc xe bị lỗi cháy nổ như vậy, gây ra chết người khắp nơi. Việc xe xăng bị cháy, bị hỏng vặt và dịch vụ hậu mãi không đạt đã xuất hiện dồn dập trên các trang mạng. Mặc dù vụ nào VinFast cũng dập tắt truyền thông thành công, nhưng chắc chắn không thể dập tắt mọi vụ bê bối nếu để xe xăng tiếp tục được bán ra khắp nơi. Dự án xe xăng đã làm VinGroup tốn hàng tỷ đô la nhưng không thành công. Các quan chức của Đảng Cộng sản Việt Nam thì muốn ông Vượng duy trì công nghệ xe hơi để Đảng Cộng sản khoe rằng sau bao nhiêu năm lãnh đạo thì Việt Nam đã bước chân vào thế giới công nghệ. Lợi dụng sự mong mỏi của Đảng Cộng sản, ông Vượng tiên phong làm xe điện với hy vọng vớt vát những thất bại ê chề đối với dự án xe xăng trước đó. Có người cho rằng nếu ông Vượng làm xe điện thay thế xe xăng thì họ để yên, còn nếu hủy hết dự án xe công nghệ thì Vin sẽ vào lò ngay lập tức. Vượng Vin như đang leo lên lưng cọp, lỡ phóng lao nên đành phải theo lao mà không thể xuống. Lại không có ý kiến cho rằng tương kế tiệu kế, ông Vượng lập ra VinFast Singapore để chuyển hết cổ phần của VinFast ra nước ngoài và mục đích là dùng tiền VinGroup để làm dự án xe điện nhưng lại trá hình là huy động vốn từ nước ngoài. Đây là hình ảnh tai tiếng xe xăng của VinGroup, trước đó tức là VinFast. Người thấy mùi tẩu tán tài sản nên dường như chính quyền của Đảng Cộng sản Việt Nam đã chặn không cho chuyển tiền đi nữa. Và thế là ông Vượng cho công bố trên báo là VinFast không dùng vốn nội. Tuy nhiên cho đến nay ông Vượng cũng chưa biết xoay sở số tiền nhiều tỷ đô la như thế nào để có vốn ngoại cho dự án của mình. Dự án VinFast điện chỉ mới chớm nở và đang mở bán một lượng giới hạn. Tuy nhiên xe điện VinFast lại xuất hiện những lỗi rất sơ đẳng, chẳng khác nào chiếc xe xăng trước đây. Đây chính là thời địa điểm báo cho sự thất bại hàng tỷ đô la nữa sắp tới của VinFast. Vào ngày 12 tháng 8 trên trang Facebook có nick là Phạm Lộc đăng một status với nội dung như sau. Bực mình hết chỗ nói, xe mới mua chưa đầy 3 tháng, nằm đường 3 đến 4 lần. Một lần phải cầu về VinFast Ninh Thuận để bảo hành, mà sau khi bảo hành xong vẫn cứ lỗi là lỗi. 3 ngày trước mới update lại phần mềm, phần cứng gì đấy, sau khi update xong nó còn tệ hơn cả trước. Trước đây mỗi khi xe bị lỗi như vậy chỉ cần đóng cửa xe lại để vài phút và mở lại là chạy được. Lần này sau khi update xong chạy được 3 ngày khởi động máy lên báo lỗi sạc pin 12V xong treo cứng ngắc luôn, chẳng làm gì được và nó cứ nằm ì như vậy cho tới khi hết luôn bình. Xe vợ đi có biết gì kỹ thuật đâu, đêm tối đang ở huyện không khởi động xe lại được, chỉ biết gọi nhờ vả lung tung. Mấy ông VinFast, các dòng xe sau này hãy test cho cẩn thận hết lỗi rồi mới đưa ra thị trường. Mấy ông đưa xe VinFast E34 ra thị trường quá vội vã, lỗi vặt tùm lum, người sử dụng rất bực mình thì sẽ quay lưng lại với các ông thôi. Tôi là một trong những khách hàng ủng hộ VinFast rất nhiệt tình. 4 xe máy điện và 2 ô tô, nhưng sau vụ VinFast E34 lỗi suốt như vậy thì chắc phải rất đắn đo mới sử dụng sản phẩm tiếp theo của các ông. Người mua xe này đã nói vậy. Đây là hình ảnh tai tiếng chiếc xe điện. Đây là vấn đề rất lớn. Nếu cứ dùng truyền thông bịt miệng mà không sửa lỗi xe điện thì rất có thể dự án xe điện sẽ sớm thất bại thảm hại. Vấn đề trách nhiệm với người tiêu dùng là điểm đen và rất có thể nó sẽ kết thúc dự án đầy tốn kém của VinGroup. Xem ra họa đến tới tấp VinGroup, nhưng họa là do chính họ gây ra chứ chẳng ai gây ra cả.